Cả nhà thì hôm nay là shop tiếp tục review về sản phẩm bánh in bách vị của shop ha. Thì bánh in bách vị của shop là gồm 6 cái loại bánh riêng biệt từ Tân Hoa Viên. Đó là cái thứ nhất là mình sẽ có bánh in nhân đậu xanh dứa thì đây. Đó. Cái thứ hai là mình sẽ có bánh bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Đó, cái thứ ba là mình có là bánh in nếp than đậu xanh dứa. Đó, cái thứ tư là mình có bánh in trà xanh thì đây là cái loại bánh in mới của Tân Hoa Viên nè. Đó, cái thứ năm là mình có bánh in ca cao dứa. Và cái thứ sáu là mình có bánh in nếp than đậu xanh sầu riêng. Thì ở trong cái loại bánh in bách vị của shop á, là kết hợp của 6 cái loại bánh in này. Nó thì shop sẽ giao cho khách là một cái túi của Tân Hoa Viên như vậy, là chúng ta sẽ có 6 cái bánh riêng biệt với 6 cái vị ha. Vậy thì bây giờ shop sẽ chuẩn bị làm một cái túi bánh in bách vị để cả nhà mình cùng xem ha. Thì cái thứ nhất là shop sẽ đi lấy một cái cây bánh in ở bên trong cái bánh in nhân đậu xanh dứa cho cả nhà mình xem. Đây, shop sẽ bắt đầu khui thử coi bánh in nhân đậu xanh dứa nó như thế nào ha. Thì đây, một cái cây bánh in nhân đậu xanh dứa của Tân Hoa Viên gồm có là 6 cái. Nó 6 cái bánh thì mỗi cái bánh nhân đậu xanh dứa như vậy đây cả nhà. Đó, đây nè, nó gồm cái mặt như vậy. Và trong một cái cây bánh như vậy là mình có 6 cái. 2 nè, 3 nè, đó, 4 nè, 5 và 6. Đây, chúng ta có 6 cái bánh in nhân đậu xanh dứa của Tân Hoa Viên. Đó, đây. Ở cái nhà mình thấy đây nè. Đó, một cái cây như vậy là gồm có 6 cái. Và trong cái bánh in bách vị của shop á, là mình sẽ có một cái bánh như vậy. Đây, bánh in nhân đậu xanh dứa. Rồi, vậy là shop đã xui khui ra được bánh in nhân đậu xanh dứa. Cái thứ hai là bây giờ là shop sẽ đi khui cho cả nhà mình xem một cái bánh in tiếp theo. Cái loại bánh in tiếp theo là bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Đây, bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Rồi, vậy thì giờ shop sẽ cắt ra cái cây bánh in nhân đậu xanh sầu riêng của Tân Hoa Viên thử xem ở trong này nó có cái gì ha. Rồi, vậy thì bây giờ trong bánh đây cũng là một cái cây bánh gồm có 6 cái bánh. Cả nhà ơi, đây nè, đây là bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Nó thì ở đây là cái phần mặt sau của nó nè. Thì một cái cây bánh như vậy là có 6 cái. Nó và một cái bánh như vậy á, là cái trọng lượng 60 gram. Đây, cả nhà thấy đây là trọng lượng 60 gram. Và cái hạn sử dụng thường nó của cái bánh in này là khoảng 30 ngày. Ha, đây chúng ta có cái bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Nó thì ở trong cái cây bánh in bách vị mà shop đang bán thì đây là cái sản phẩm mà shop mới mới tung ra thị trường ở gần đây, thì có một cái cây bánh in nhân đậu xanh sầu riêng như vậy nha cả nhà. Rồi đây shop sẽ bỏ cái bánh in nhân đậu xanh sầu riêng vô ha. Đó, thì nếu mà cả nhà muốn sử dụng riêng cho từng loại á, thì shop cũng có cái bán cho từng cái cây bánh riêng cho từng loại nha cả nhà. Cái thứ hai là bây giờ, thứ ba là bây giờ shop sẽ khui một cái cây bánh nếp than đậu xanh dứa. Đây, nếp than đậu xanh dứa đây ha, cả nhà mình xem đây nguyên là cái cây bánh đó nè. Một cái cây bánh như vậy á, mình sẽ coi coi thử bên trong nó có cái gì nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình khui cái cây nếp than đậu xanh dứa đây. Thì cả nhà thấy đây là cái cây bánh nếp than đậu xanh dứa nè. Nó đây là cái mặt sau của nó nè. Thì một cái bánh như vậy đây, cả nhà thấy rõ là nó cái cân nặng là 60 gram nè. Và một cái cây bánh của mình là gồm có 6 cái bánh như vậy. Nó đây nếp than đậu xanh dứa ha. Nó thì ở trong cái loại bánh in bách vị mà shop đang bán á, thì mình sẽ có một cái túi đậu xanh dứa như vậy. Rồi mình có được cái vị thứ ba ở trong cái cây đậu xanh, trong cái cây bánh in bách vị. Rồi tiếp tục là bây giờ shop sẽ khui cái bánh in nhân trà xanh. Nó thì bánh in nhân trà xanh này là một cái loại bánh in mà mới của Tân Hoa Viên luôn. Đó, thì ở trong cái bánh in trà xanh này thì một cây cũng 6 cái. Đây, bánh in nhân trà xanh đây. Đó, cả nhà mình thấy đây nè. Đó, và các bạn cả nhà thấy là trong cái bánh cây bánh in này là bánh in nó đựng trong từng cái túi riêng, cũng là cái túi 60 gram. Nè, bánh in nhân đậu xanh, nhân đậu trà xanh đây. Đó, thì trong cái cây bánh in bách vị mà shop đang bán á, thì cũng có một cái bánh như vậy. Do đó cả nhà mà mua một cái cây bánh in bách vị của shop á, là chúng ta có thể thưởng thức đầy đủ 6 cái vị khác nhau ở trong một cây bánh luôn. Đó, rồi vậy thì bây giờ là đây, chúng ta được cái cây bánh in nhân trà xanh ha. Rồi bây giờ qua tới nhiều là bánh in ca cao. Thì bây giờ là mình sẽ khui thử coi bánh in ca cao nó như thế nào ha. Vậy thì bây giờ đây, đây là một cái cây bánh in ca cao, cũng là một cái túi 6 cây. Và ở đây là mình có 60 gram. Đó. Và trong cái bánh in bách vị thì mình cũng có cái bánh in này. Rồi mình sẽ tới cái loại bánh
Cái tiếp theo là bây giờ mình sẽ qua bánh in nếp than đậu xanh sầu riêng nha. Thì đây là cái loại, cái vị thứ 6 ở trong cái cây bánh in bách vị nè. Rồi giờ mình cùng khui ra thử nha cả nhà. Rồi đây, đây là cái cây bánh in nếp than đậu xanh nếp than đậu xanh sầu riêng đây. Thì cái túi cũng là 60g. Và trong một cái cây như vậy thì chúng ta cũng là có 6 cái bánh như vậy ha. Thì trong cái loại bánh in bách vị của shop hiện giờ là chúng ta sẽ có một cái cây bánh in bánh in nếp than đậu xanh sầu riêng. Rồi thì đây là một cái cây bánh in bách vị mà shop đang bán nè cả nhà ơi. Là chúng ta sẽ có 6 loại. Đó, đây chúng ta sẽ có 6 loại như vậy. Thứ nhất là nếp than trà xanh. Thứ hai là chúng ta có nếp than đậu xanh sầu riêng. Cái thứ ba là chúng ta có cacao dứa. Đó, cái vị thứ tư là chúng ta có nếp có nhân đậu xanh dứa. Cái thứ năm là chúng ta có bánh in nhân đậu xanh sầu riêng. Và cái vị cuối cùng là trong này là chúng ta có nếp than đậu xanh dứa. Đó, thì khi mà cả nhà mua một cái cây bánh như vậy là chúng ta có đầy đủ 6 cái bánh cho 6 cái vị khác nhau. Đó, thì rất là nhiều khách hay hỏi shop là bây giờ muốn thưởng thức đầy đủ các cái vị của Tân Hy Viên thì đây là một cái sản phẩm mà mới shop vừa tung ra thị trường gần đây nè. Rồi shop rất là mong nhận được cái sự ủng hộ của cả nhà ha. Thì cái gì chúng ta đặt ở trên cái website hươngvịquê.vn của shop ha. Hoặc là đây nè, đây là chúng ta có Facebook hoặc là Lazada. Rồi shop rất mong nhận được cái sự ủng hộ của cả nhà mình nha. Rồi cảm ơn mọi người.